đã đông ra 70-30% gì đó, 50% gì đó, là nó phải còn dâm đá lỏng lỏng về mình đánh mới được. Còn lúc mà nó còn nguyên cục đá mình đánh cũng không được. Bao nhiêu? 400 ml cao hơn. Chút xíu cũng sao đâu, nó nhiễm 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 cao. Này một lạng. 100 ml luôn. Đợi cho một viên phô mai luôn, cho nó ngon. Phô mai trong tủ. Phô mai còn viên. Còn viên đúng không? Viên phô mai. Viên thôi cho vô luôn đi. Dành nó trong cái lọ nữa. Còn hai viên thì làm gì vậy? Cho viên thôi chị. Này cái này bông kem này để làm bánh kem này được luôn hả thầy? Nhưng mà bánh kem mà nó đánh thì nó mềm hơn cái này. Rồi cho vào một viên phô mai. Rồi, cho qua đây. Thật ra cái này là chỉ cần thay cái này thôi nha. Trà xanh, cứ dịch ra đây thôi. Trà xanh, trà xanh á, nó sẽ ra cái màu. Cái màu này cho đến cái màu vàng vàng trong á, là trà xanh. Phần trà là trà đỏ thì nó sẽ ra từ cái màu này nè, cho đến cái màu đen nha. Thì tất cả loại trà, ví dụ như trà sen á, thì mình có thể có phần trà đỏ, lấy trà xanh đó cũng được nha. Không riêng gì mà không phải bắt buộc cái loại trà hôm nay nha. Tất cả các loại trà, ví dụ như không cũng vẫn phải được sửa nó phần trà đúng không? Thì cái trà đó mình vẫn nấu trà hôm nay được luôn, nhưng mà mọi người phải pha lẫn ra nha. Nóng trà sữa được không ạ? Nóng trà uống trà không á, thì mình có pha lỏng ra nha, thì nó uống ly được. Mình pha cái kiểu mình nấu trà sữa là uống không nổi. Ví dụ như á, bình thường là 50 gram trà cho một lít nước đúng không? Là đặc đó để pha trà sữa. Còn nếu mình pha uống mình pha ít lại khoảng 25 gram thôi. 25 đến 30 gram. Lại thì nó lỏng ra mình mới uống cái nước trà được nha. Pha là chúng pha trà sữa là uống nổi. Có một người thấy không, cái cây này đánh nè, không phải cái cây này đánh nó mới nở từ từ lên thì cái này nó mới không có bị cứng giống hôm qua bên kia. Cái cây kia nó nở nhanh quá, nó nhiều cái răng quá đó, đánh nó nhanh nở mà cái keo này nó chưa kịp tới, nó chưa kịp chọn đều hết á. Mình đang đánh cây này, đánh cây này. Mặt bộ đánh xuống thì sẽ có nhiều cái keo này chưa để chọn nè. Dưới này được rồi nè, đánh chanh vô rồi nữa nè. Cái kia là đánh chính. Nó có mì nhỏ đánh bột, nếu mà đánh bột chắc nó nổi không? Đang đánh miêu hoa tỷ lệ là 250 ml sữa tươi không đường, 100 lít đường, 150 lít cao, 3 viên phô mai. Bỏ cái này để đánh ngọt. Đang thắng nước đường, nước đường tỷ lệ thắng sao đây? Mấy đường, mấy nước? Hai đường, một nước. À, cái đường này là syrup đúng không? Nước đường đúng không? Là thắng là hai đường, một nước. Ví dụ như 100g đường thì 200g nước đúng không? Hoặc là chén đường thì 2 chén nước. 1 ký đường nửa lít nước. Hai đường, một nước hả? Hai đường, một nước. À, hai đường, một nước. Vậy là 1 ký đường là nửa lít nước. Có cái chai không? Để vô đây đổ nước vô luôn hả? Lượt luôn hả? Để đường vô, sau đó nước vô. Bỏ nước vô xong rồi nhấn cho nó cho nó tự sôi lên, tự tan, không khuấy. Khi mà nó sôi nó tan hết đường xong mình dắt vô ít chanh vô, còn nửa chai chanh. Ít chanh. Cho cái này vô. Đó. Cho cái này vô. Nếu mình bán mình chỉ việc xịt lên thôi chứ không có múc cái quá giống em không rồi nha. Tại vì không rồi quên cái chai này đi rửa đi rồi mình cho vô. Rửa đi rồi múc cái này cho vô. Đó mình chấm nhiều cái chai vậy đó. Cho cái này vô. Bán mình chỉ việc mình xịt ra thôi. Đánh miêu phàm đánh cái đẹp ha. Nó dẻo dẻo còn không đánh cứng. Cứng là nó mềm mềm. Không có độc rồi mà. Không thích một ly nha, nhớ không? Một ly. Đây nè, bây giờ vậy nè.
Mình bây giờ cái công thức này đánh lần sử dụng sữa tươi nhiều đúng không? Mọi người đánh một 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 hết cũng được, nhưng mà đánh này nó sẽ ngon hơn, nó tiết kiệm hơn nữa, tiết kiệm hơn nữa. Mình xài sữa tươi nhiều, mình bớt cái kem sữa tươi lại. Cái đó chán rồi, mình cũng không được. Cái đó nhiều quá đâu chịu nổi đâu. Ở trên mạng nó nhiều người ta lấy một 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 sữa tươi, một chân béo, một ít lùn, không biết nhiều tiền để nói đâu. Có cái lựa chọn đó, ví dụ như mọi người em mới nói xong đó, mua cái bột phô mai thay vì cái phô mai của bột người sẽ giảm bớt lại cho mình nữa đúng không? Tại ví dụ như thay vì cái hồng trà này mình chưa suy nghĩ nó có rất là nhiều hồng trà tân nam bắc, hồng trà gì đó, nó có một cái loại có ba mấy ngàn, cái 300 gram, 25.300 gram, nó được gấp mấy ngày luôn. Nếu mà mình muốn nó ngon hơn chút xíu nữa, có một cái loại 50.000 nổi tiếng, nó nấu cũng ngon hơn cái này, nó lại nấu được nhiều nữa. Đánh giá thì cái này cũng xem, nhưng mà mấy cái kia nó sẽ thơm hơn, ngon hơn. Hai đầu bếp em hay mua cái loại trà này mà em quên tên cái loại, em hay vô siêu thị một điểm đó. Là nước đường, nước đường để pha. Nấu nước xả nè. Thôi bỏ bớt lại đi, con đỡ nó thôi. Nhiều lắm đó. Rồi cắt ra đi. Cắt đôi ra luôn á, cắt đôi ra luôn. Chúng ta dài ra hỏi rồi, mình đứng gần rồi, mình đứng phía trước là sao mà tự nhiên đứng sát nghe dập. Mọi người đừng có đếm cây nha, cái này em thấy thấy chưa? 200 gram được rồi, cái này như là thơm á. Một ký là hả thầy? Rồi, khuấy nhẹ cho đều nước chanh ra. Rồi tới bữa nay còn ai chưa biết nấu nước đường không? Tới bữa nay còn ai chưa biết nấu nước đường không? Em hỏi nè. Biết rồi thầy, giờ mới thấy. Biết hết rồi đúng không? Mình sẽ nãy giờ nấu với bà coi. Giờ mới nhìn thấy. Rồi hỏi chị này, chị nói lại cho nghe. Hai đường một nước, nấu đừng quậy. Để cho thì nó tan cứ thôi. Em biết. Rồi vô còn tan. Tan rồi lại cái dắt xuống, cắt được miếng chanh đó. Miếng chanh vô. Từ từ nó biết. Cứ mà bắt chanh thì có quậy lại, em mới bắt chanh vô không? Không quậy cũng được. Không quậy. Quậy nó lại cái chanh. Chở đường lại. Mấy sao cái. Ý là có chanh á, thì dậy được. Còn cái ý mà không có chanh á, mà mình nấu á, mà quậy lên sẽ bị lại đường. Cái hộp nó giống như là mỡ mà mỡ mùa đông á. Còn bà coi là lúc trước chú học ở nhà nó đập khoái đường để làm đồ ăn á, cái nó sọt đi giống như kiểu da vậy á. Nó giống như là mỡ mà mình đóng dán hộp hộp lên, nó dày lên từng lớp đường nó đi mất tiêu. Cái là chị á, cái đó là rất cao hả thầy? Bỏ nhiêu cũng được, đánh để cho nó bông lên thôi, để nó trang trí thôi. Để cho nó đừng có bị không phải, nó sẽ lên. Nghĩa là mình phải để cho nó lạnh nè, rồi mình đánh nó mới lên được. Tại thời tiết nó đang nóng nè, mà không có đá để hỗ trợ nó không có đứng được. Đấy mà có cái phới kia đánh là xong rồi á. Cái kia có một cộng một rồi. Thank you.
giờ pha nước uống cũng ngon thầy bé. Dạ. Giờ pha nước uống cũng ngon. Ôi nó ngọt ngay à, viên pha nước nữa chết luôn á, cái này cái mập như heo luôn. Béo, cái lòng nước mơ luôn. Thử nè, thử đi. Nó là bánh kem, nó là bánh kem đó. Là mình vừa mở ra là mình đánh số độ lớn nhất luôn. Không, từ từ lên. Cái này là không được nha, nó là như vậy là không được nè. Là nó bị bẻ cong như vậy là không được nè, nó không có cố định nè. Bánh tiếp. Đứng rồi thấy không? À, nghiêng cái nào nó cũng vậy nè, là được. Ta thử cái bánh kem, cái kem để sử dụng cái kem này nè. Mà chế bánh kem hả? Ừ, để chế bánh kem á, thử cái mình nó thầy ngon béo. Nó ngọt. Vậy đâu cần phải đánh cho thêm được. Vậy là ngọt lắm rồi. Vậy đâu cần rít ra, đâu cần rít ra, rít lùng ra, mình cần mỗi rít ra, rít lưỡng vàng thôi là được rồi, đúng không? Có sọ. Rồi, ok, có sọ đâu hết. Rồi, và cái bà tâm chát rồi. Thầy dạy, cái có ai thử kem của thầy không? Đâu cái này bay của thầy đâu, cái này nó có sẵn chứ. Thầy của thầy mua.